của chúng ta trở nên là pH rất là thấp, tức là rất là chua, và cái nồng độ của sắt nhôm mangan rất là cao. Cho nên khi mà bà con nông dân cài trong cái điều kiện đất phèn nặng đó, rồi sau đó canh tác lúa liệt, xạ lúa, gieo xạ lúa, thì xem như là cây lúa sẽ không thể phát triển tốt được là do cái sự ngộ độc phèn. Như vậy thì cái điều kiện rất là quan trọng của chúng ta là chúng ta vẫn cần thiết là phải cài. Nhưng mà cài xong rồi chúng ta phơi và sau đó chúng ta phải rửa, phèn. Rửa phèn thì điều kiện này chúng tôi nghĩ rằng bà con nông dân có thể thực hiện được là cho nước vào trong ruộng, rồi sau đó thì chúng ta ngâm 1-2 ngày thoát ra. Và trong những cái thí nghiệm trước đây của chúng tôi thì cho thấy rằng khi mà cài rửa một lần so với rửa 3 lần trong cái điều kiện đất phèn nặng thì rửa 3 lần là năng suất đạt rất là cao, khác biệt rất là có ý nghĩa so với trường hợp rửa một lần. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đã làm giảm đi cái độc chất sắt nhôm, độc chất và cả axit hữu cơ vân vân, rửa được thì chúng ta đã tạo điều kiện của môi trường đất rất là tốt. Như vậy thì trong cái điều kiện đất phèn nhẹ thì chúng ta vẫn cần thiết là phải là cài xới và sau đó rửa. Nhất là trong cái điều kiện đất phèn thì bà con nên chú ý là sau khi cài xới xong là phải rửa đất để làm giảm đi cái độc chất sắt nhôm ở trong cái điều kiện là đất phèn. Thì như vậy là chúng tôi nhận thấy rằng trong cái điều kiện đất phù sa thì lúc nãy chúng tôi cũng trình bày là chúng ta đất tốt thì chúng ta cũng vẫn phải là cài để mà tạo cái điều kiện cung cấp dinh dưỡng đất cho tốt và giảm sự ngộ độc axit hữu cơ hoặc là H2S. Nhưng mà trong cái điều kiện đất phèn thì chúng ta càng phải quan trọng hơn nữa là phải cài và phải rửa đất. Thì rất là mong bà con thực hiện theo những cái điều mà chúng tôi đã nghiên cứu và đã khuyến cáo. Dạ, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Thị Gương. Như vậy rõ ràng là cài ải phơi đất luôn luôn cũng rất là cần thiết, rất là quan trọng. Chúng tôi xin mời vị khán giả tiếp theo. Dạ, xin mời anh. Tôi quan tâm đến từ Phú Tân, An Giang. Xin hỏi vào vụ hè thu giai đoạn đầu, cây mạ thường dễ bị ảnh hưởng do phèn. Vậy có loại thuốc nào để khắc phục tình trạng cho anh hay không? Dạ, xin cảm ơn anh Tâm. Với câu hỏi của anh, chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của thạc sĩ Trần Thị Bích Trân ạ. Xin chào anh Tâm cùng bà con. Sở dĩ vụ hè thu mà chúng ta thấy là đất hay bị ảnh hưởng cái điều kiện bất lợi nhất, nhất là cái phèn và ảnh hưởng đến cây lúa của chúng ta khi chúng ta gieo xạ xuống, bởi vì ngay cái đợt tháng 2, tháng 3 đầu vụ hè thu thì bị cái nắng nóng rất là gay gắt. Và như vậy thì khi mà cái sự quá trình bốc thoát hơi nước thì nó cũng dẫn theo cái việc là dễ ảnh hưởng đến cái cây lúa, bởi vì cái hơi nước nó lên và khi mà nước vào, khi bà con mà thường lúa của chúng ta gieo xạ xuống mà 5-7 ngày, có người 10 ngày, nhất là những người mà để đất hơi trễ, tức là mặt đất bị răng nứt chân chim đó, rồi bắt đầu lúc đó là cơ hội là để bị xì phèn đó, lúc đó bà con mới vô nước, tức là vô nước trễ, thì như vậy là cái cơ hội bị ảnh hưởng phèn lên cái cây lúa của chúng ta rất là nhiều. Tuy nhiên đến với cái giải trước khi mà chúng ta xử lý cái thuốc thì chúng tôi vẫn nghĩ là bà con nên quan tâm hai cái biện pháp mà can thiệp bằng canh tác thì nó sẽ ít có tốn kém mà nó có hiệu quả rất là cao hơn. Đó là một là bà con sẽ mà đánh cái rãnh thật là tốt trước khi chúng ta gieo xạ, bởi vì cái vụ hè thu chúng ta biết là ngoài cái nắng thì ở cuối vụ chúng ta lại gặp mưa, mà nếu mà cái mưa mà đến sớm hơn và ảnh hưởng thì lúc đó chúng ta lại rút nước không kịp thì cây lúa nó èo ọt, sau này cũng bệnh hoạn cũng rất là nhiều, lúc đó là chúng ta lại tốn kém nữa, mà cái lúc sau thì lại không đánh rảnh được. Cho nên cái đầu tiên, cái việc đánh rảnh thôi đã giúp bà con, đánh rảnh xương cá chẳng hạn, đã giúp bà con là thoát nước tốt và hạn chế được những cái thiệt hại. Và nếu mà bà con có tình trạng mà phèn xảy ra hoặc là ngộ độc hữu cơ thì lúc đó bà con cũng rửa cái đất của chúng ta nó thuận lợi hơn, cái rút nước nó cũng thuận lợi hơn. Và cái thứ hai nữa đó là lúc đó thì chúng ta nên tác động bằng cái việc là bà con lúc này thì chúng ta nếu mà ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ thì là bà con nên lưu ý là cái lượng phân mà chúng ta cung cấp vào đó thì chúng ta cũng nên điều chỉnh cái lượng phân cung cấp vào, tránh trường hợp là chúng ta cung cấp thêm cái loại phân mà có chứa cái hàm lượng ảnh hưởng. Tôi ví dụ như lúc đó là bà con không nên xử lý cái súp bê lân chẳng hạn. Và cái thuốc mà có thể giúp bà con tác động hỗ trợ trên cây lúa của chúng ta chống chịu lúc này đó là cái lách tê tăng cường sức sống, bởi vì ở giai đoạn mà bà con, nếu bà con đã xử lý lúa đẻ lúa chúng ta mà
xử lý cái hạt giống rồi, thì cái rễ phát triển rồi, thì cái rễ phát triển thì thực ra rễ lúa nó rất là khôn, nó lựa những cái dinh dưỡng nó hút chứ nó không có lựa những cái chất độc, cho nên là nó bằng cách là len lỏi trong đất để nó lấy cái dinh dưỡng. Và đến giai đoạn mà nếu mà lúa đẻ nhánh mà gặp cái tình trạng là ngộ độc phèn thì chúng ta tác động một lần nữa cái Platy tăng cường sức sống, thì Platy cũng là một cái điều hòa sinh trưởng, cho nên là giúp cây lúa ở lúc này là cái phần non nó phát triển, cái bộ rễ nó phát triển và cái lông hút nó được tăng cường. Như vậy thì cái việc mà hấp thu dinh dưỡng và chống chịu được với cái điều kiện bất lợi lúc này là cái ngộ độc phèn nó sẽ gia tăng. Chính vì vậy mà giúp bà con hỗ trợ cho cây lúa của chúng ta vượt qua được cái tình trạng ngộ độc nhẹ. Tuy nhiên, cái biện pháp canh tác mà bà con cần can thiệp vẫn là quan trọng nhất để tạo nên cái tiền đề trước khi chúng ta sử dụng cái thuốc. Dạ, xin cảm ơn Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Thưa quý khán giả, cũng như thường lệ thì chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng nhận được những câu hỏi bằng hình ảnh của bà con từ ở xa gửi về. Câu hỏi của anh Nguyễn Đăng Khoa ở Long Mỹ, Hậu Giang. Anh hỏi như thế này: lúa tôi 22 ngày, lá lúa xuất hiện chấm nhỏ màu nâu từ chóp lá xuống, cả lá già thì cũng có. Những lá bị như vậy thì dần dần chuyển sang màu vàng cam, cây lúa phát triển kém. Quan sát dưới nền đất thì có thấy những dáng màu vàng. Xin hỏi có phải lúa tôi bị ngộ độc phèn hay không? Xin diễn giả hướng dẫn cho tôi biện pháp xử lý để cây lúa phát triển bình thường. Anh hỏi một ý thứ hai nữa là để hạn chế tình trạng đất bị phèn thì tôi phải canh tác như thế nào? Với câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng ạ. Dạ, anh Nguyễn Đăng Khoa thân mến cùng với là quý khán giả đang xem đài thân mến. Xin giải đáp với anh là như thế này: muốn quản trị đất phèn mà đặc biệt là chúng ta trồng lúa đó cho thật tốt đó, thì bà con chúng ta nên lưu ý là chúng ta phải nắm chắc là bốn cái giải pháp cơ bản. Cái giải pháp đầu tiên hết là chúng ta quản lý nước, tức là trên đất phèn đó là phải có nước ngọt thì chúng ta mới canh tác lúa được đó. Tôi đã có từng làm việc với rất là nhiều chuyên gia, thì cái câu đầu tiên người ta hỏi là trên cái vùng đất mà dự định trồng lúa đó là có khả năng là dẫn nước ngọt vào không? Nếu cái câu trả lời là không có nước ngọt thì xin thưa là không làm lúa được. Đó là ý thứ nhất, là rất là quan trọng là nước, phải có nước ngọt. Vấn đề thứ hai đó là phải có hệ thống kênh mương. Cái kênh mương đó là dẫn nước vô, khi cần mà chúng ta dẫn nước vô tưới là chúng ta phải có được. Và thứ hai là rất là quan trọng, hồi nãy giờ các diễn giả chúng tôi nhắc bà con đó, phải có một cái hệ thống cho nó rọt phèn. Mà các nhà khoa học đã nghiên cứu rồi, là ngoài những cái mương mà cặp dọc theo cái chiều dài của lô ruộng, chúng ta sẽ xẻ những cái mương xương cá. Cái lần làm đất sau cùng chúng ta để những cái gờ đó để móc những cái rãnh nhỏ để mà khi mà chúng ta xiết nước đó thì tất cả những cái độc chất đó, nó sẽ theo cái dòng nước nó rọt xuống cái mương phèn, và sau đó chúng ta sẽ xử lý, chúng ta bơm thoát cái những cái chất độc phèn, tống phèn ra. Do đó cái chuyện mà phải có hệ thống kinh mương để rọt phèn rất quan trọng để mà giúp cho quản trị đất phèn nó thật tốt. Vì nếu chúng ta để ứ phèn, tức là đất chúng ta có phèn nhưng mà chúng ta để ứ phèn, chúng ta bón phân rất nhiều nhưng mà rễ nó quéo là không ăn được, thành ra là thất bại. Do đó hệ thống kinh mương là rất quan trọng. Cái ý thứ hai đó, bà con nên nhớ rằng tại cái câu hỏi anh Khoa anh hỏi là giải pháp nào để canh tác trên đất phèn thì nó tốt nhất đó, thành ra nhân đây cho phép tôi nói luôn, giải pháp thứ hai là phải chọn cái giống nó chịu phèn. Trên vùng đất phèn chúng ta phải lấy cái giống nào nó chống chịu phèn tốt nhất chúng ta đưa vào, chứ chúng ta không lấy những cái giống mà nó nhát phèn. Bà con biết rồi, tại sao mà giống 504 là nó được trồng nhiều, tại vì nó cũng có một tính chịu phèn tương đối khá, thành ra nó lan tỏa, nó nhanh, nó nhiều vùng, vân vân. Tại sao IR64 lúc trước trồng khá nhiều nhưng về sau nó giảm đi, tại vì nó nhát phèn nó yếu đi, mặc dù chất lượng nó rất là tốt, ví dụ như thế. Cái biện pháp thứ ba đó là biện pháp hóa học. Trong biện pháp hóa học thì bà con bao giờ cũng biết rồi, tức là trước lúc trồng đó thì chúng ta phải bón vôi, rồi trong lúc trồng chúng ta phải tăng cường bón lân, rồi phải bón đạm ở cái mức vừa phải thôi, đặc biệt là chất lân, chất vôi rất cần thiết. Và ngoài ra sử dụng các chất kích kháng để cho bộ rễ nó ăn sâu, nó mọc thẳng vô, rồi nó chống chịu tốt, là trong vấn đề hóa học đó rất là quan trọng. Và biện pháp thứ tư là biện pháp canh tác, tức là phải né những cái thời vụ khủng hoảng phèn. Thí dụ như đang xì phèn dữ dội mà chúng ta gieo cây trồng xuống là nó chết, chúng ta phải thoát phèn đi, sổ phèn đi. Những cái vùng mà có phèn nhiều đó, đợi mưa vài ba cơn mưa lớn đó, chúng ta sổ phèn hết đi, sau đó là chúng ta mới trồng xuống thì nó chắc ăn, thí dụ như thế. Rồi bây giờ là trả lời câu hỏi anh Khoa là ruộng của anh là đã có những triệu chứng bị phèn, bị nhiễm phèn. Thứ nhất, lá nó có châm kim,
tức là bị ngộ độc phèn sắt. Thứ hai nữa là những cái lá nó bị màu vàng, màu vàng. Đó, cái hình bên phải đó là có châm kim, là ngộ độc phèn sắt rất rõ. Đó, tuy nhiên ở đây đó thì tôi khuyến cáo bà con nông dân là muốn chẩn đoán cho đúng cái bệnh phèn đó thì quan trọng nhất, hoặc là lần sau đó thì anh khoa phải cung cấp cái hình là nhổ rễ lên. Đó, nhổ rễ lên chúng ta thấy cái rễ đó, nếu mà cái rễ nó bị đỏ đó, bị đỏ đó, tức là ngộ độc phèn sắt khá nặng. Nếu cái rễ nó bị trùng lại nó ngắn nhưng mà nó trắng, vẫn trắng, mà bóp cái là gãy liền, rất dễ gãy, là phèn nhôm, phèn nhôm. Và nếu mà chúng ta cả thấy rễ và vừa trắng mà vừa vàng nữa, rồi nó đen nữa, thì cả ngộ độc phèn sắt, ngộ độc phèn nhôm, ngộ độc H2S, ngộ độc hữu cơ nữa. Đó, như vậy đó, có 3 trường hợp. Do vậy thì cái ruộng của anh là bị ngộ độc. Ở đây thì chúng tôi chẩn đoán là có phèn sắt, phèn nhôm luôn rồi. Mà đất, tôi nhìn thấy đất hơi đen đen. Nếu nhổ rễ lên mà thấy đen nữa là bị ngộ độc hữu cơ luôn. Do vậy thì anh phải giải quyết cái bài toán xử lý. Xử lý là chúng ta thay nước, đưa nước mới vô, chúng ta rửa phèn một hai lần. Chúng ta sẽ tăng cường là bón lân ở dưới gốc. Đó, đặc biệt là trong giai đoạn này chúng ta bón lân để cho cung cấp cái chất lân cho rễ nó phục hồi. Và chất lân đó nó giảm cái hạ cái độc lô phèn. Trong lân á, tại vì bà con biết là cái sắt nhôm nó thì nó sẽ bị giữ chặt bởi chất lân. Thành ra nó giảm đi cái độc độ của những cái chất mà trong đất phèn. Và trên lá thì chúng ta phun những cái chất kích kháng, những chất dinh dưỡng, phân bón lá để nuôi cây. Vì rễ bị hư rồi, chúng ta không có thể bón phân gốc được nữa, chúng ta phải phun phân bón lá. Đặc biệt là những cái sản phẩm kích kháng giúp cây có thể đề kháng vượt qua cái giai đoạn này. Trong giai đoạn này thì anh Khoa và bà con nông dân không bón đạm. Lúc này chúng ta bón UD xuống đó là nó tăng cường cái bị ngộ độc thêm và cây nó sẽ mau chết. Rồi sau khi là chúng ta thay nước, chúng ta bón lân, chúng ta xịt phân bón lá, bà con phải chờ đợi khoảng mấy ngày để cho cái rễ nó phục hồi, nhổ lên thấy cái rễ trắng nó mọc ra, thì cái chuyện mà cứu lúa thành công, sau đó bà con sẽ chăm sóc trở lại bình thường và chắc chắn là bà con sẽ gỡ gạt lại cái năng suất, là không bị thất thu. Chúc anh Khoa và bà con sẽ thành công. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Ngô Hồng Phúc ở Thoại Sơn, An Giang. Anh hỏi là vụ hè thu vừa qua, sau khi thu hoạch lúa đông xuân xong, ý anh muốn nói là thu hoạch vụ lúa đông xuân năm 2012-2013 đó, tôi tiến hành đốt đồng và làm đất, nhưng sau khi làm đất xong 2 ngày thì ruộng có dán phèn rất nhiều. Tôi đã tiến hành bón phân lân để hạ phèn, nhưng suốt vụ lúa thì cây lúa không phát triển sung như là cái vụ đông xuân. Nhờ diễn giả cho tôi biết cách khắc phục tình trạng phèn nè ngay từ đầu vụ để tôi có thể an tâm chuẩn bị vào một cái vụ canh tác mới tương tự như vậy. Dân với câu hỏi này, chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của giáo sư tiến sĩ Võ Thị Gương giúp anh ạ. Kính thưa bà con, thì như vậy là chúng ta thấy rõ ràng rằng đất của chúng ta đã được bị mau dẫn phèn từ bên dưới lên trên. Và như vậy thì cái màu mà đóng màu vàng cam hoặc là màu đỏ của sắt thì chứng tỏ rằng cái hàm lượng sắt và cả hàm lượng nhôm ở trong đất rất là cao, pH thì rất là thấp. Như vậy thì bây giờ chúng ta bón phân lân vào thì có hạ được phèn hay không? Thì cái cơ chế hạ phèn của phân lân ở cái điểm là trong phân lân thì nó có một cái lượng phân, lượng lân hữu dụng, tức là dễ dàng hòa tan mà cây lúa có thể hấp thu được. Thì cái lượng hữu dụng này nó sẽ liên kết với sắt, nhôm, mangan. Như vậy thì nó sẽ làm giảm đi cái độc chất của sắt, nhôm, mangan, cho nên ta gọi là hạ phèn. Nhưng mà trong cái điều kiện cái hàm lượng sắt, nhôm, mangan và pH rất thấp như vậy đó, thì cái lượng lân hữu dụng ở trong phân chúng ta bón vào nó không đủ để mà liên kết để làm giảm đi cái độc chất này. Do đó thì chúng ta thấy rằng bón phân lân vào nó có thể hạn chế được một ít, nhưng mà cây lúa vẫn bị ngộ độc phèn. Cho nên cái điều đầu tiên như chúng tôi trình bày lúc nãy thì bà con nông dân cần phải rửa phèn trước. Và sau đó thì chúng ta cung cấp không phải chỉ lân thôi, mà là vì trong cái điều kiện mà đất phèn pH thấp như thế đó, thì cả cái hàm lượng đạm cũng rất là thấp, rất cần thiết phải bổ sung bên cạnh cái phân lân. Thì như vậy là chúng ta cần phải bón cân đối cả kali luôn. Thì khi mà chúng ta đã cung cấp phân NPK cân đối rồi, kết hợp với rửa phèn, thì có một cái yếu tố nữa là chúng ta có thể là nên cung cấp thêm một ít phân vôi. Trước đây thì người ta cũng nghiên cứu, người ta cho rằng bón vô vào để mà giúp tăng pH. Nhưng mà thực tế chúng ta không cần thiết phải bón nhiều vôi để mà giúp cải thiện được cái sự axit, cái độ chua của đất, mà chúng ta bón vô vào để cung cấp thêm một cái lượng canxi, magie. Đó là hai dinh dưỡng cũng rất là cần thiết mà rất là thiếu
ở trong cái điều kiện đất phèn. Và bên cạnh đó thì vôi sẽ làm liên kết, nó sẽ giúp liên kết tạo cái điều kiện là nó giảm cái độc chất sắt nhôm, tức là kết tủa sắt nhôm, nó không có làm cho sắt nhôm trở nên di động và hấp thu vào cây lúa, làm ngộ độc cho cây lúa. Do đó thì cái biện pháp mà chúng tôi nhận thấy là nên kết hợp nhiều, mà trong đó yếu tố đầu tiên là phải rửa đất. Tiếp theo nữa là bón lân, bón đạm cân đối, kali cân đối. Và nếu chúng ta có điều kiện kết hợp thêm một ít phân vôi nữa, thì đó là cái biện pháp rất là tốt để mà giúp chúng ta cải thiện điều kiện, cái môi trường đất thích hợp cho cây lúa phát triển, thì cây lúa mới có thể đạt được năng suất cao. Vâng, giáo sư Võ Thị Gương có thể tư vấn tiếp cho anh Nguyễn Thanh Tùng, anh ở Tiền Giang, anh cũng hỏi là trước khi xới đất thì tôi bón mỗi công 2 kg vôi, xin hỏi cách làm này là có hạ được phèn hay không? Dạ. Mỗi công chỉ có 2 kg vôi thì quá ít. Do đó thì chúng tôi khuyến cáo ít lắm là phải 1 tấn cho mỗi hecta, có nghĩa là khoảng 100 kg cho một công. Còn nếu chúng ta không có điều kiện nhiều thì chúng ta ít lắm chúng ta phải bón cỡ khoảng 50 kg. Và như vậy cứ mỗi một vụ, nếu mà chúng ta còn hạn chế nữa thì mỗi vụ chúng ta có thể bón 20 kg, 30 kg, 50 kg, 2 kg/kg, quá ít. Ít quá. Không có đáp ứng gì được cả. Dạ, nhưng mà bón thì vẫn được nhưng mà nó bị ít. Đúng rồi, dạ. Rất là cần thiết nên bón thêm vôi là dạ. Vì như tôi nói đó thì cây lúa nó vẫn cần canxi, vẫn cần magnesium, và cái lượng vôi vào nó cũng kết tủa được độc chất sắt nhôm, thì với những yếu tố kết hợp đó thì nó giúp cho sự phát triển của bộ rễ, giúp cho sự phát triển của cây lúa rất là tốt. Dạ. Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Thị Gương với những lời tư vấn vừa rồi. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Văn Bé Tư ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Anh cũng hỏi bằng hình ảnh như thế này: công nghệ sinh thái là trồng hoa trên bờ ruộng để thu hút thiên địch, vậy hoa trổ trước khi mà làm đất thì có đúng hay không? Xin diễn giả cho biết cách làm để đạt hiệu quả kinh tế cao. Tức là anh rất là lo lắng là bây giờ trồng hoa trên bờ ruộng mà hoa đã trổ trước khi làm đất rồi thì không biết là có được hay không. Vấn đề này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của thạc sĩ Trần Thị Bích Trân ạ. Xin chào anh Bé Tư cùng bà con. Đúng là rất phấn khởi khi thấy anh áp dụng, mà áp dụng sớm hơn cả mong đợi. Tức là thay vì đợi đến lúc mà gieo xạ rồi thì có được hoa, và hoa đó chuẩn bị sẽ trổ vào lúc mà cây lúa bắt đầu có thân, có lá, bắt đầu có cái hệ sinh thái, tức là có côn trùng đồ đến. Và như vậy thì lúc đó thì chúng ta mới thu hút cái thiên địch đến. Như vậy là anh hỏi đúng hay không thì không hẳn là sai. Bởi vì sao? Bởi khi anh trồng cái hoa được như thế này thì cái nguồn giống nó sẽ có. Cái nguồn giống tức là cái hạt mai mốt, đây là cái hoa này nó sẽ già, và cái giống để chúng ta trồng tiếp tục sẽ có. Một số cái loại hoa rất là dễ trồng, tôi ví dụ như ở trên bờ ruộng bà con vẫn rải cái bông xoay nhái, rồi bà con để như vậy thì chúng ta tới cái lúc bông khô thì là trời mưa xuống thì bông sẽ tự lên, cái cây sẽ tự lên trở lại. Như vậy thì ở giai đoạn mà chúng ta làm lý tưởng nhất là chúng ta nên gieo cái hạt coi giống như là chúng ta gói đầu vậy đó, cách nhau là khoảng 2 tuần. Tại vì bà con biết là một đợt hoa khi mà nở ra như vậy là nó cũng phải kéo dài cho đến khoảng 2-3 tuần mới tàn hết một đợt. Như vậy thì nếu chúng ta gieo được cách nhau 2 tuần, cách nhau 2 tuần, như vậy thì các cái đợt sẽ giữ được cho chúng ta là từ lúc mà cây lúa của chúng ta khoảng 10 ngày, mười mấy ngày là bắt đầu có hoa lúp búp, cho đến khi mà lúa của chúng ta 40 ngày, 60 ngày trên ruộng của chúng ta đã có được một cái dàn hoa là sẵn sàng, rất là nở rộ và thu hút được rất nhiều cái côn trùng có lợi, là cái hệ mà thiên địch có lợi cho chúng ta, để chúng ta coi như là một phần giúp chúng ta chống chọi lại với các đối tượng dịch hại. Như vậy thì cái hình ảnh của anh cho thấy là không sai, nhưng mà lý tưởng hơn thì chúng ta nên can là chúng ta phải loại bỏ bớt cái cỏ đi, bởi vì trên cái ảnh anh đưa thì thấy là có một vài cái hoa thôi mà cỏ thì rất là nhiều. Như vậy thì nếu chúng ta gieo cái hạt hoa xuống thì các cái hoa cũng bất lợi để mà coi như là phát triển. Như vậy thì một mặt chúng ta phải loại bớt cái cỏ rồi chúng ta mới gieo hoa xuống, và chúng ta nên chừa hạt giống và gieo gói đầu khoảng là 2 tuần một lần để chúng ta giữ được cái liên tục cái lượng hoa sẽ nở ở giai đoạn quan trọng khi lúa đã có đầy đủ thân lá từ lúc đẻ nhánh cho đến lúc lúa lớn luôn. Dạ, thạc sĩ Trân, chúng tôi có một cái suy nghĩ là nếu như anh Bé Tư này có điều kiện thì nên trồng hoa quanh năm suốt tháng thì cũng được ạ. Thực ra là những loại hoa dễ trồng cũng sẽ hỗ trợ cho anh được cái chuyện quanh năm suốt tháng. Dạ. Là tại vì khi mà chúng ta tạo được cái
hoa nhiều dày đặc trên ruộng rồi thì cái cỏ nó cũng khó lòng mà lên được. Do đó mà cứ hễ đợt trước rụng xuống thì mưa hoặc là nước mà chúng ta bổ sung cho đất đó sẽ giúp cho chúng ta có được liên tục. Như vậy thì anh chẳng những là hạn chế được cỏ mà còn có được hoa quanh năm suốt tháng. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Chúng tôi cũng vừa nhận được câu hỏi của anh Hồ Tấn Phát ở Long Hồ Vĩnh Long. Anh hỏi như thế này, anh hỏi hai câu hỏi. Câu thứ nhất anh nói là do ở địa phương tôi đất bị ảnh hưởng lúa cỏ rất là nhiều. Vì vậy bà con nông dân dự định là sau khi cày đất thì cho nước vào vài ngày để rút nước ra để cho cỏ nó để mà cho cỏ nó lên á, rồi là mới phun thuốc diệt cỏ. Xin hỏi cái cách làm này thì có hiệu quả hay không? Bởi vì tôi nghe nói là nếu như mà cày xong thả nước vào sẽ làm sượng đất và xì phèn. Là câu thứ nhất. Câu thứ hai anh nói là tôi thấy trong canh tác lúa năm nào tôi cày đất thì bệnh đạo ôn nhiều. Nếu như xạ chay thì ít đạo ôn. Xin hỏi là cày ải thì nó có liên quan gì đến bệnh đạo ôn hay không? Câu hỏi này của anh chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng ạ. Anh Phát thân mến, cái cách làm thứ nhất mà để mà xử lý cái lúa cỏ đó, lúa rài đó thì là rất là hay. Bà con biết là để quản lý lúa cỏ là lúa rài đó thì có nhiều cách lắm. Trong đó có cái cách là làm đất rồi nhử cỏ lên. Thì thành ra là bây giờ anh làm đất xong nhử cỏ mọc lên. Đó, sau đó sử dụng những cái thuốc cỏ không chọn lọc đó. Anh diệt hết tất cả cái lúa rài, lúa cỏ đi. Rồi sau đó chúng ta cày dập lại lần nữa. Đó, rồi phơi cái đất đó. Một cái thời gian sau thì tất cả những cái thân xác cỏ đó, nó trở thành cái chất hữu cơ, hữu dụng cho cái vụ lúa. Thì rất là thành công. Và cái vấn đề là anh nói là cài xong mà thả nước vào làm sượng đất á, xì phèn đó, thì ở đây là chúng ta phải suy nghĩ cái cách làm. Bây giờ bà con phải suy nghĩ theo cái khoa học. Cái việc thứ nhất á, là các nhà khoa học khuyến cáo là gì? Độ sâu cài. Cái độ sâu cài là tùy theo dùng, nếu mà phèn quá nặng thì cài lớt thôi. Ở cái mức khoảng chừng một tấc cho tới tấc rưỡi thôi. Chứ cài sâu quá thì móc những cái tầng mà có nhiều cái độc chất ở dưới lên. Mà đã móc lên rồi thì phải tốn công xử lý, phải rửa nó đi. Rồi trong lúc bón phân phải bón nhiều vô nhiều lần để trung hòa, để giảm cái độc chất. Do đó là các nhà khoa học khuyến cáo cái độ sâu cài là một cái chỉ tiêu mà chúng ta phải tính toán thông minh. Vấn đề thứ hai là cài xong cái thời điểm cài đó, thì tôi đồng ý là cài lúc mà đất nó có còn độ ẩm, hoặc nếu chúng ta cài đất khô cũng được. Nhưng mà nếu còn một chút độ ẩm để không phá vỡ cấu trúc của đất, đó, thì sau đó chúng ta phải phơi đất. Phơi đất trong cái thời gian mà lý tưởng nhất là 3 tuần. Các nghiên cứu cho thấy là trong 3 tuần mà phơi đất đó, thì một cái hòn đất nhỏ bằng một giỏ phân. Tức là những cái chất mà khó tan, khó tiêu trong đất mà nhờ phơi đó, thành ra nó sẽ khoáng quá và nó cho thành những cái chất mà dễ tan, dễ tiêu. Thành ra thời gian phơi đất là 2-3 tuần. Và sau đó chúng ta mới đưa nước vô là trục rồi này kia, là chúng ta làm mặt bằng, chúng ta gieo xạ. Đó. Còn cái vấn đề liên quan đến xì phèn thì chúng tôi nói rồi. Chúng ta cài cái độ sâu đó, chúng ta quản trị cái vấn đề đó. Và nếu mà lỡ dùng chúng ta có đất phèn nặng, chúng ta cài lên, chúng ta phơi, rồi sau đó chúng ta rửa, thì cái chuyện mà giải quyết cái độc đậu phèn nó sẽ hết. Vấn đề kế tiếp là anh có nói một cái ý rất là lý thú. Đó là năm nào mà anh cài đất á, thì bệnh đậu ôn nhiều. Đó, xạ chay để đậu ôn thì chúng tôi lý giải là đậu ôn do đâu mà có. Đậu ôn cái do thứ nhất là nguồn bệnh, thứ hai nữa là thời tiết, và thứ ba là bản thân cái ruộng lúa. Như vậy cái nguồn bệnh với cái thời tiết thôi mình không bàn, nó giống nhau. Bây giờ cái ruộng lúa, cái ruộng nào xạ dày. Thứ hai là lúa tốt. Và đặc biệt là gì? Nông dân bón dư phân đạm. Dư phân đạm thì đậu ôn rất nặng, là sụp mặt. Do đó những cái năm nào anh cài đất thì chúng tôi đề nghị anh phải cắt ít nhất là 20% lượng đạm. Tại vì anh cài đất rồi cái chất dinh dưỡng nó sẵn sàng. Thành ra thay vì mỗi năm anh bón 100% thì năm nào anh cài đất hoặc năm nào lũ lớn thì nông dân phải biết điều chỉnh cái lượng đạm bón cho cây nó giảm xuống còn khoảng 70% thôi. Thiếu chúng ta chăm thêm chút nữa là 80%. Thì như vậy là giải quyết đúng yêu cầu của cây mà nó không xảy ra tình trạng dư đạm. Đó. Do đó là cái không phải cái lý do cài đất mà đậu ôn nhiều. Mà lý do là chính vì nông dân thương cái lúa quá. Đã cài đất tốt, lúa nó mọc rất tốt. Rồi bón đạm vẫn như cũ, dư phân. Mà nếu mà kết hợp với xạ dày nữa thì những cái năm đó là những cái năm là đậu ôn bị sụp mặt. Vì nông dân tạo điều kiện xạ dày bón dư phân đạm, thành ra là điều kiện chính nó giúp cho bệnh đậu ôn phát triển rất là nặng. Một vài ý kiến trao đổi cùng với anh Phát.
Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng. Chúng tôi vừa nhận được câu hỏi của anh Trần Tấn Tài, anh ở Đồng Tháp. Anh hỏi như thế này, có cách nào để biến hữu cơ có hại trong đất thành hữu cơ có lợi cho lúa hay không? Câu hỏi này chúng tôi xin nhờ phần tư vấn của Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Gương. Yeah. Thưa anh Tài, thưa quý khán giả, thì ở đây chúng ta nếu đặt vấn đề rằng hữu cơ có hại trong đất thì cái điều đó là chưa có đúng. Là có hại hay không là do chúng ta quản lý như thế nào, có hợp lý hay không. Còn chất hữu cơ trong đất là một yếu tố hết sức là quan trọng, nó giúp tăng cường cái độ màu mỡ của đất. Do đó thì bây giờ chúng ta quản lý cái chất hữu cơ như thế nào, thì như tôi nói, nếu mà đất bị ngập nước thường xuyên và như vậy hàm lượng chất hữu cơ cao thì tạo điều kiện cho sự phân hủy chất hữu cơ không hoàn toàn, tạo ra nhiều cái axit hữu cơ, rồi tăng cường cái điều kiện, tăng cường cái tình trạng khử của đất nữa. Do đó thì sẽ có sự tích lũy nhiều cái H2S, tức là hợp chất của lưu huỳnh gây độc. Cho nên nếu mà chúng ta bón hữu cơ hoặc là chúng ta canh tác lúa ba vụ thì chúng ta cũng biết rằng như vậy thì cái lượng gốc rạ để lại trong đất cũng khá là cao, rồi cái rễ, bộ rễ của lúa để lại trong đất cũng cao. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta không có cái điều kiện là làm cho đất trở nên thoáng khí để giúp cho sự chuyển hóa, sự phân hủy chất hữu cơ nó nhanh, thì như vậy rằng rõ ràng thì chất hữu cơ nó sẽ trở thành một cái yếu tố là gây bất lợi ở trong đất trong cái điều kiện ngập nước liên tục, điều kiện khử. Như vậy thì cái biện pháp nào thì như chúng tôi đã trình bày lúc nãy, chỉ có biện pháp duy nhất đó là chúng ta phải có phần phơi đất, cài vào phơi đất để chúng ta làm gián đoạn cái giai đoạn là đất bị tình trạng khử liên tục, để chuyển thành cái tình trạng là đất nó có giai đoạn khô, thoáng khí. Hoặc là chúng ta sẽ có một cái cây trồng cạn, chúng ta xem như là luân canh giữa lúa với lại cây trồng cạn. Thay vì chúng ta canh tác lúa ba vụ thì chúng ta sẽ canh tác là hai vụ lúa một vụ màu, tức là trong một vụ màu trong cái khoảng thời gian 2 tháng, 1 cho đến 2 tháng canh tác cây màu đó là giai đoạn đất khô, thì cũng là yếu tố hết sức là điều kiện hết sức tốt để làm cho đất chúng ta thoáng khí và giúp cho cái việc chuyển hóa cái sự phân hủy của chất hữu cơ trong đất rất là tốt, giúp tăng cường cái độ màu mỡ của đất. Cho nên thì đề nghị bà con chúng ta cũng đừng nghĩ rằng chất hữu cơ trong đất là nó gây độc hại, mà chúng ta phải quản lý thật hiệu quả, quản lý thật là đúng cách để chúng ta chuyển cái lượng chất hữu cơ trong đất trở thành cái phần hết sức là có lợi cho cây trồng. Là vì nó có ảnh hưởng đến cái sự hoạt động của vi sinh vật trong đất, nó ảnh hưởng đến cái điều kiện nó tạo cho đất thoáng khí, bộ rễ dễ dàng phát triển và cung cấp dinh dưỡng. Do đó thì chất hữu cơ trong đất là một yếu tố hết sức là có lợi chứ không phải là bất lợi. Dạ, xin cảm ơn Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Gương. Kính thưa quý khán giả, thưa bà con, sau khi mà thu hoạch lúa xong thì rõ ràng là trên đồng ruộng của bà con còn lưu lại rất là nhiều một cái lượng rơm rạ. Vậy mà cái cách nào đó để có thể xử lý cái lượng rơm rạ này theo hướng có lợi nhất cho bà con, đó cũng là những cái vấn đề mà được các nhà khoa học, các nhà chuyên môn rất là quan tâm. Trước khi cùng với quý vị diễn giả tại đây trao đổi thêm về vấn đề này, ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý bà con, quý khán giả một vài ghi nhận của chúng tôi về tình hình này. Nếu so với hai vụ còn lại trong năm, thì rơm rạ trong vụ đông xuân rất thích hợp để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Có nơi bà con nông dân đem về dự trữ để nuôi bò hoặc làm nấm. Tuy vậy, giải pháp đốt đồng vẫn là sự lựa chọn phổ biến vì nhiều lý do khác nhau. Nếu mà chúng ta không đốt